Mỗi vùng đất đều cần một tâm điểm phồn hoa. Mỗi thành phố đều cần một trái tim không ngủ, để mang đến phồn vinh thịnh vượng, để kiến tạo những giá trị trường tồn, để khai mở những tiềm năng bất tận, để khởi sinh một dấu ấn vinh quang. Vicom Shop House Royal Park, tổ hợp nhà phố thương mại hiện đại đẳng cấp, trái tim giao thương, vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ sầm uất và sang trọng, tiên phong kiến tạo chuẩn mực sống thượng lưu và cơ hội đầu tư hấp dẫn bậc nhất thành phố Đông Hà, Quảng Trị. Tọa lạc trên thế đất uy phong, long mạch phồn hoa thịnh vượng, Vicom Shop House Royal Park sở hữu tọa độ kim cương với vị trí tâm điểm cùng khả năng kết nối đa chiều với nhiều tuyến đường huyết mạch. Đường chính Hùng Vương xuyên tâm thành phố, đường Điện Biên Phủ, trục giao thông huyết mạch xuyên quốc gia kết nối tới cửa khẩu Lao Bảo. Đặc biệt nằm ngay tại cửa ngõ phía nam của thành phố, tọa độ trung tâm mới với sức sống trẻ trung, năng động và sầm uất. 100m đến công viên Hùng Vương, 300m đến các cơ quan hành chính tỉnh, 600m đến bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị, 750m đến khu vực trường học, 3,5km đến chợ Đông Hà. Tự hào sở hữu trung tâm thương mại Vicom Plaza hiện đại và đẳng cấp, nơi tâm điểm vui chơi giải trí, mua sắm sôi động nhất thành phố với những thương hiệu nổi tiếng, những nhà hàng sang trọng cùng những tiện ích vui chơi giải trí lần đầu tiên xuất hiện. Vicom Shop House Royal Park chính là trung tâm mới của thành phố, nơi kinh doanh buôn bán sầm uất và náo nhiệt, sở hữu vị trí kim cương, tiện ích đồng bộ hiện đại cùng phong cách kiến trúc đẳng cấp. Vicom Shop House Royal Park đã tiên phong kiến tạo chuẩn mực sống thượng lưu cùng giá trị kép ở tuyệt vời, kinh doanh đắc lợi dành riêng cho cộng đồng cư dân tinh hoa, là cơ hội đầu tư hấp dẫn chưa từng có, phiên bản giới hạn cực hiếm tại thành phố Đông Hà. Như một viên kim cương lấp lánh giữa bầu trời Quảng Trị, Vicom Shop House Royal Park, nơi kiến trúc thăng hoa, thu chọn tinh túy của những phong cách kiến trúc đẹp nhất thế giới. Nằm tại vị trí vàng kết nối trực tiếp với đường Hùng Vương, sở hữu trung tâm thương mại Vicom Plaza sầm uất cùng công viên trung tâm hiện đại và đẳng cấp. The Park là phân khu đắt giá bậc nhất dự án với kiến trúc tân cổ điển sang trọng cùng thiết kế tinh tế, hài hòa giữa không gian sống và kinh doanh. Tiên phong tạo lập giá trị kép, vừa đầu tư kinh doanh, vừa an cư đắc lợi. Tọa lạc tại trái tim dự án, với phong cách kiến trúc Hà Lan lãng mạn và độc đáo, The Central là phân khu đẳng cấp bậc nhất dự án với công viên nội khu hiện đại và liên kề công viên trung tâm, giúp kiến tạo chuẩn sống tinh hoa thượng lưu chỉ dành riêng cho những chủ nhân đẳng cấp. Sở hữu mặt tiền đường Điện Biên Phủ, phân khu The Avenue mang hơi thở của kiến trúc phóng khoáng của vùng biển Địa Trung Hải, nơi những giá trị sống được tôn vinh, nơi mang đến những trải nghiệm thượng đỉnh như đang thưởng ngoạn một Santorini đầy chất thơ ngay trong lòng thành phố Đông Hà. Đặc biệt, những căn shop house tại đây sở hữu khả năng kinh doanh không giới hạn với mặt tiền được thiết kế rộng thoáng, tối ưu không gian kinh doanh, mang lại giá trị không tưởng cho nhà đầu tư. Vicom Shop House Royal Park chính là không gian duy mỹ đẳng cấp lần đầu tiên có mặt tại thành phố Đông Hà, là một khu đô thị hiện đại đồng bộ đầu tiên sở hữu thiết kế 2-trong-1 tối ưu công năng, vừa thuận tiện để an cư, vừa có tiềm năng kinh doanh chắc thắng, thu hút hàng ngàn các thương hiệu, nhãn hàng tên tuổi, tâm điểm vui chơi sôi động bậc nhất tại Quảng Trị. Giống như một quy luật bất biến, mỗi thành phố phồn hoa đều sở hữu một công trình biểu tượng xứng tầm, mỗi một vùng đất khởi sinh đều có cho mình một trái tim giao thương với nhịp đập sôi động từng phút giây. Vicom Shop House Royal Park mang dòng chảy thịnh vượng hoàn toàn mới đến với Đông Hà, Quảng Trị, là tâm điểm của sự hưng thịnh với những cơ hội đầu tư đắt giá, mang tới chất sống thượng lưu, khẳng định đẳng cấp của chủ nhân. Điểm vàng sống sang, sinh lời bền vững. Một điểm đến mọi nhu cầu, quy hoạch đồng bộ, tiêu chuẩn quốc tế, được bảo chứng bởi Vingroup, tập đoàn hàng đầu Việt Nam. Vicom Shop House Royal Park dẫn lối tiên phong, đỉnh cao thịnh vượng.